Đây là quang cảnh sau trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội. Và các cổ động viên của Hải Phòng thì đang quay xin chữ ký của các cầu thủ Hà Nội. Đây là Bùi Hoàng Việt Anh. Chúng ta nhìn thấy là đây chỉ là một góc thôi. Và Bùi Hoàng Việt Anh thì không phải là cầu thủ nổi tiếng nhất của Hà Nội, nhưng mà cũng đã bị vây quanh bởi rất nhiều các cổ động viên. Chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh rất là tuyệt vời. Cho dù ở trên sân họ có thể là đối thủ, cho dù trên sân họ có thể cổ vũ cho đội khác, nhưng mà khi kết thúc trận đấu thì họ lại trở về với tình yêu nguyên bản của mình, không phân biệt màu áo. Đây, chúng ta nghe đang gọi Phạm Thành Lương các bạn ạ. Chú xin chữ ký chú Lương cho. Cháu cảm ơn. Bút đầu. Lương đâu? Dị ơi. Ký cho bạn nhỏ đi. Im mù. Nó gọi chú Lương ơi từ lúc nãy đến giờ. Ok em yêu, cảm ơn em yêu. Anh à. Chào. Đấy. Mang lại niềm vui cho một bạn nhỏ. Thích không? Tại sao thích chú Lương? Tại chú Lương chú đây. Thế à? Vâng. Rất tuyệt vời. Xin cháu xin mạnh nhau, xin mạnh. Ok, thôi mọi người thông cảm nhá, không xin được hết đâu. Ở đây là những bạn rất là may mắn xuống đến tận sân và xin được cả chữ ký. Em ơi, ra để hai người gái. Những người rất là may mắn xuống sân chụp ảnh. Còn xin được cả chị Khi nữa cơ. Thích quá. Con có ai có chữ ký của Quang Hải đấy. Đây con khoe chú thế nào. Đây có chú Lương này, chú Quang Hải này. Chú Dũng. Mà tại chú sao Nguyễn. Con lại yêu các chú của đội Hà Nội? Chú Khỉ. Vì sao? Đá hay đúng không? Đúng không? Con trả lời đi thế nào. Vì sao con lại xin chữ ký của các cầu thủ của Hà Nội? Đá hay à? Đá hay à? Thế lớn lên con muốn trở thành một cầu thủ như chú gì? Quang Hải. Quang Hải à? Rồi, cảm ơn con. Rất nhiều các cổ động viên Hải Phòng đến để xin chữ ký cũng như chụp ảnh với cầu thủ Hà Nội. Và đây là một trường hợp rất đặc biệt. Đây là con của thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng đến để xin chụp ảnh cùng với thần tượng của mình là Văn Quyết. Văn Quyết và Quang Hải đây ngồi để chụp ảnh với chú Quang Hải. Đây chú Quang Hải thì bị đau. Chúng ta thấy thế mới là thấy vui. Cổ động viên của đội khách đến xin chụp ảnh cùng với đội chủ nhà. Con của cựu danh thủ đến để xin chụp ảnh với những cầu thủ, những ngôi sao bóng đá đương đại. Thật tuyệt vời. Đó là điều chúng tôi ghi nhận được ở sân Đặc Tranh.